Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình về được thêm một chiếc Quiver Sopranos và chiếc này nó cũng rất là đẹp. Chiếc màu đen kia mình bán rồi các bạn nhé, thì cũng rất là hay khi mà những cái sản phẩm có chất lượng như này thì được anh em ủng hộ, mặc dù là về cái thương hiệu thì ở Việt Nam mình chưa gọi là chưa quen lắm, chúng ta vẫn như thường lệ có một cái hộp ngoài rất là lớn của Quiver Sopranos, và ngoài việc lớn ra thì nó còn cũng rất là chất lượng. Nặng lắm anh em ạ. Nặng, xong rồi lại còn gỗ veneer ốc chó cực đẹp. Hai cái, một cái certificate đi kèm và một cái hướng dẫn sử dụng đi kèm, được in rất là dày dặn và chất lượng rất in giấy nó rất là tốt các bạn nhé. Đây là giấy loại riêng của họ. Phía trong thì chúng ta sẽ có đó là chiếc Quiver Sopranos của mình. Hộp ở dưới thì vẫn thế, nó vẫn có đầy đủ ở đây là máy hút ẩm, và chúng ta vẫn có cái ngăn dưới để chúng ta tháo ra, chúng ta để xì gà ở dưới nếu như các bạn không sử dụng. Đó. Vì hôm trước mình quay cái hộp nó chi tiết rồi cho nên là hôm nay mình sẽ tập trung quay đồng hồ thôi. Chiếc Quiver Sopranos này vẫn là một chiếc thuộc dòng Esplendidos và nó sẽ có mặt đều và màu nâu luôn. Chiếc hôm trước mình quay là màu đen chủ đạo, còn hôm nay sẽ là chiếc màu nâu. Và nó vẫn có cái mức giá rất tốt bên mình, đó là 55 triệu đồng so với cái giá hãng là khoảng tầm 150 triệu, 5.900. Các bạn có thể thấy là một chiếc Quiver Sopranos với dáng tanh, dáng hình chữ nhật. Và với cái dáng này thì nó sẽ phù hợp và nó sẽ giống với cả cái size của size tròn là size khoảng 40-41mm. Thì với cái size tay như vậy thì tay các bạn nên khoảng tầm 16.5 chúng ta đeo là sẽ là đẹp. Mặt đeo của chúng ta vẫn gồm hai lòng, và hai lòng này của chúng ta thì nó được sử dụng cái màu chủ đạo là màu nâu. Như chiếc kia màu đen thì các bạn sẽ thấy cái ánh AR nó xanh lên, nó giống như màu xanh vậy. Còn với cái màu nâu này cũng có cái vân ánh của cái AR này, các bạn có thể thấy ở đây màu xanh. Đó, kính nó phủ lớp chống lóa trong ngoài màu xanh cho nên là các bạn sẽ có thể thấy ngay những cái nét xanh đó. Chúng ta có logo Quiver Sopranos ở góc 12 giờ và ngay phía dưới là lịch Big Date với con số 16 và Havana ở đây. Các bạn thấy Havana ở đây. Đó. Cái phần trên này của chúng ta thì được làm với những cái vân sổ chéo caro, và ở phần dưới này của chúng ta thì sẽ là một cái vân trắng với cái dual time, tức là cái múi giờ thứ hai của chúng ta ở đây. Đó. Lòng ngoài của chúng ta được ngăn cách với lòng trong bởi một cái viền kim loại, và lòng ngoài của chúng ta thì sẽ là nơi chứa những cái cọc số, trong đó thì cọc số 12 giờ thì được làm là cọc số La Mã. Tại vị trí 3, 6 và 12 của chúng ta thì sẽ là cọc số vạch đôi. Còn tại 8 vị trí còn lại của chúng ta sẽ là những cái cọc và số dạng hình vuông nổi rất là đẹp này. Chiếc Quiver Sopranos này sử dụng kính là kính sapphire và nó được phủ chống lóa trong ngoài rất là trong trẻo. Và kính sapphire này nó uốn cong theo cái phần thân của chiếc Esplendidos này rất là đẹp. Các bạn có thể thấy rất là rõ. Phần thân bên của chúng ta được vát vào trong và cái phần vát này sờ rất là đã luôn. Họ làm tốt so với cái mức giá mà 55 triệu mà các bạn bỏ ra. Thì cái hộp nó cũng đã khoảng, nếu mà cái hộp của hãng lớn thì khoảng mua lại đã khoảng 20 đến 30 triệu rồi. Đó. Chúng ta sẽ có phần thân hoàn toàn làm bằng thép không gỉ và được đánh bóng theo dạng glossy rất là đẹp. Đáy sau thì chúng ta sẽ có đó là bộ máy ETA, và bộ máy này thì nó là dòng ETA 2892 và sau đó được update thêm cái module dual time. Chúng ta sẽ có bộ máy được mua và modify. Bộ máy này thì thuộc top grade của ETA, tức là cũng thuộc dạng tốt của ETA rồi. Chúng ta sẽ thấy những cái vân như là vân Cottage de Geneva ở cái củ vang rotor, và cái vân circular grain ở phía cái, những cái bridge ở dưới rất là đẹp. Đó. Củ vang thì sẽ có logo là CIS, tức là Quiver Sopranos ở đây. Đó. Bộ máy này thì có 21 chân kính, có 42 giờ tích cót và các bạn sẽ có ở đây là 28.800 tần số động. Phần đáy sau của chúng ta thì được hoàn thiện phay xước dọc. Đó. Với phay xước nó được làm theo dạng mịn rất là đẹp. Logo Quiver Sopranos Habana ở đây. Dòng tên collection là Esplendidos ở đây.
Đây là mã 2A2451 gạch 1 và bên này là số gọi là số serial number của chiếc này, đó là 39209. Đó. Các bạn có thể thấy là phần đáy sau được làm rất là đẹp và cố định với phần thân bởi 8 con vít, nó được chia đều ra 4 cạnh. Sợi dây đi kèm của chiếc này cũng được làm bằng loại cá sấu mà loại xịn, như các bạn thấy ở đây là alligator thì cái dây cá sấu rất là đẹp. Và đây là cái đoạn vân đẹp nhất chuyển từ vân to sang vân bé. Chúng ta sẽ có cái màu sử dụng ở đây rất là tinh tế. Đây là màu nâu chocolate và chúng ta sẽ có cái chỉ màu nâu vàng. Nó cực kỳ phù hợp với cái mặt luôn các bạn nhé. Các bạn nhìn xa này, đấy chiếc đồng hồ này rất là đẹp luôn. Và khi các bạn lên tay này, các bạn lên tay thì các bạn sẽ thấy cái màu nâu này nó chủ đạo và màu nâu này rất là đẹp đó. Đi kèm với bộ dây cá sấu rất là đẹp này thì chúng ta sẽ có đó là một cái khóa xiên, và khóa xiên của nó cũng được thiết kế design giống cái phần thân với hai phần bên vuốt ra đó. Chiếc Esplendidos này đang có sẵn tại showroom của mình. Nếu như anh em nào có nhu cầu mua thì anh em có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.